Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với vườn mai ngọc đẹp, địa chỉ xã Vĩnh Thành, huyện Trà Lách, tỉnh Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn mai ngọc đẹp. Chào Điệp. Dạ em chào anh, em kính chào cô chú mình đang xem kênh Bonsai Cần Thơ nhé. Hôm nay quay tới lại vườn của em thì em lên giao lưu với cả nhà mình lô dở Thủ Đức. Để với đầu clip thì em sẽ giới thiệu qua cái lô cúp chùm để cho anh chị mình chơi cái Tết 2023 này nha cả nhà mình. Và đặc biệt là Tết tới nơi rồi thì cô chú nào có ý định về muốn kinh doanh về mai thì hãy đến tận vườn em theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Thì vườn em luôn có giá sỉ cho cả nhà mình và đặc biệt là sẽ giao tận nơi cho cả nhà luôn nhé, để nguyên chậu luôn. Còn điện thoại để mà liên lạc với em thì là 0968282738 và số này em có dùng cho Zalo luôn nha. Để không mất thời gian thì để em cho cả nhà mình xem. Hiện tại em dỡ cái bầu lên cho cả nhà mình để cho nhà mình biết nè. Đây nè, hiện tại em có một lô cúp chùm thì cả nhà mình á, nào không biết á thì cứ kết bạn Zalo với em để em gỡ mặt bông cho cả nhà mình coi nút mụ nè cả nhà, để em nghiêng về nè cho cả nhà mình coi nút mụ ha. Cái này tuy nó nhỏ nhưng Tết hôm nay cả nhà mình có thể chơi Tết được. Thì đặc biệt là em đang có trên tay em cầm hai cái loại quấn rễ khác nhau, một là lò xo, hai và rễ bí như hiện tại em đang cầm trên tay em nha cả nhà. Đó, để em xách lên cho cả nhà mình tham khảo nó luôn. Đây nè cả nhà ơi. À, đây. Nó quấn lò xo như thế này. Thì chiều cao em có thể lấy cho cả nhà mình, chiều cao em lấy 40 ăn lên nhưng mà toàn chất bộ là 50 cả nhà. Em sẽ lấy cho cả nhà mình chiều cao 50 ăn lên nha cả nhà. Hoành gốc thì bằng ngón tay cái của em, được ghép với hai loại quấn rễ, đó là bí và lò xo. Cái này thì em có hai loại giống, một là Thủ Đức, hai và cúc chùm nha cả nhà. Đây. Đó. Cái này thì em ghép với hai loại giống, một là giống cúc chùm, hai là giảo Thủ Đức cả nhà ơi, cả nhà mình xem giùm em ha. Thì giống hồi sớm em có đưa cho cả nhà mình, nó có hai loại. Hai loại quấn rễ nha cả nhà. Một á là bí và hai là lò xo như hiện tại tay em đang cầm như thế này ha. Đặc biệt á thì khi cả nhà mình em giao hàng thì cả nhà mình được phép mở thùng ra kiểm tra. Nếu đúng như quấn rễ như thế này thì cả nhà mình thanh toán tiền nhận giùm em, còn không đúng cả nhà mình cứ trả về cho em ha. Thì em bán với giá là 80.000 một cây, 5 cây em gỡ hàng, 10 cây em bao phí vận chuyển cho anh chị mình luôn nha. Cái lô này thì bao đẹp cho cả nhà mình nếu mà mua về trồng đất lại cái kinh tế về sau nha cả nhà. Đây bí nè, bí và lò xo nè cả nhà xem giùm em nha. 80.000 một cây, 5 cây em gỡ hàng, 10 cây em bao phí cho cô chú anh chị em mình luôn nha cả nhà mình. Còn cái vấn đề cái lô tiếp theo hôm nay của em muốn giới thiệu đến cho cô chú mình là cái lô cả nhà mình xem Thủ Đức nha cả nhà. Cái lô Thủ Đức này thì gốc bằng ngón chân cái của em, còn tán ngang thì em lấy là tán ngang em lấy 30, chiều cao em lấy 40 nha cả nhà. Đó, toàn bộ được ghép với gốc quấn rễ 100%. Còn nút nụ thì cả nhà mình xem giùm em, nút nụ thì ok cho cả nhà mình chơi Tết 2023 này luôn nha. Và đặc biệt vườn em luôn có giá sỉ cho anh chị mình luôn. Cái này thì em xin nhắc lại, tán ngang em lấy 30, chiều cao em lấy 40, hoành gốc thì bằng ngón chân cái của em bán với giá là 150.000 một cây. Đó. 3 cây em gỡ hàng, 5 cây em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn. Cây thì em bảo đảm khỏe mạnh, phát triển tốt. Còn nếu cả nhà mình muốn lấy cái này mà để mà kinh doanh lại thì cứ alo cho em Điệp nha, để em Điệp bán giá sỉ cho cả nhà mình nha. Toàn bộ nè cả nhà. Nó em đã vô dây chỉnh sửa hết. Gốc quấn rễ thì nó cũng đẹp. Nếu mà cả nhà mình lấy số lượng sỉ thì em để nguyên chậu như thế này. Còn nếu mà cả nhà mình lấy ấy thì em xin phép được bó bầu cả nhà. Rễ ra bích chịch hết. Đó, cả nhà mình xem nha cả nhà. Đó, quá đẹp luôn. Còn nút nụ thì em có thể là bao cho cả nhà mình luôn ha. Nút nụ thì em bao cho cả nhà mình luôn. Thì em sẽ đi cho một số cây cho cả nhà mình tham khảo. Đó. Nút nụ nè cả nhà. Em phải nghiêng như thế này thì dưới mình xem lên thì mình coi được hết cái dàn nút nụ nha. Toàn bộ cái lô này em lấy chiều cao là 40, tán ngang em lấy 30 và hoành gốc nè. Thì bằng ngón chân cái của em được ghép với quấn rễ rất là đẹp. 10 cây như 10 cây đều quấn rễ cho cả nhà mình luôn ha. Thì em xin nhắc lại là 3 cây em gỡ hàng, 5 cây em bao phí vận chuyển cho anh chị mình luôn với giá là 150.000 cây thôi nha cả nhà. Cây tàn rất là đều và đặc biệt em đã vô dây chỉnh sửa hết rồi. Cái này thì về cả nhà mình để lên bàn uống nước nước, uống nước nha cả nhà. Em nói thật, nút mụ thì cả nhà mình
quấn rễ thì rất là đẹp nha cả nhà. 10 cây như 10 cây đều được quấn rễ hết, thì em cho coi dàn nút nè cả nhà. Đó, quá đẹp luôn nha cả nhà ơi. Cái lô này thì cả nhà mình yên tâm về nút nụ. Chỉ có 150.000 thôi, còn anh chị nào muốn lấy giá sỉ thì cứ đến tận giường em hoặc alo cho em sẽ báo giá sỉ. Thì em khi em giao cây cho cô chú anh chị em mình thì được phép kiểm tra. Nếu cây nào không có quấn rễ thì cả nhà mình có thể chẽn về cho em, hoặc là vô dây chỉnh sửa nút nụ nè cả nhà ơi, đẹp dữ lắm luôn á ha. Đi theo chân em tới, em cho cả nhà mình xem nha. Trông rất là đẹp nha cả nhà. Đây nè cả nhà. Có cây, có những cây quấn rễ lò xo cũng trông rất khá là đẹp nha cả nhà. Cả nhà mình xem luôn. Quá trời cái lưu nước nha cả nhà. Cái lô này thì không chê ở đâu hết nha cả nhà. Quá đẹp luôn nha cả nhà. Quá đẹp luôn nha. 150.000 cây. Dạ, 150.000 cây nút nụ thì cả nhà mình bao cho cả nhà mình. Thì hôm nay em lên thì em chỉ giao lưu với cả nhà mình như vậy thôi. Còn vườn của em thì rất là rộng nha cả nhà. Vườn của em á thì nó rất là rộng. Thì nếu mà cô chú anh chị em nào á thì muốn lấy giá sỉ hoặc đến tận vườn em đẹp thì cứ alo cho em đẹp, hoặc đến tận vườn thì cứ theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Thì trong cái đó cái loại 150.000 cả nhà ơi. Cái loại 150.000 thì em cũng có trong đó nè. Em cũng có bạch mai nữa nè cả nhà. Nhưng mà cây nó cao hơn. Đó, em nhiều quá làm chưa kịp cỏ nè cả nhà. Cây hiện tại cây bạch mai nữa nè cả nhà. Đó, trong đó cũng 150.000 nè cả nhà. Đây nè, nút nụ nó nè cả nhà. Bạch mai nè. Đó, một cây bạch mai ha. Một cây nhỏ nhung nữa nè cả nhà. Quấn rễ nè cả nhà. Đó, tông ở đó nó cũng có giá 150.000 nữa nè. Nhỏ nhung nè. Dẻo nhung nè cả nhà. Nói chung á là 150.000 cái lô Thủ Đức là nó lùn nhất. Còn lại là em có thêm dẻo nhung nè, đại lộc nè, bạch mai nè, với nhị dài. Thì cây nó rất là to nha cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, dẻo nhung nè cả nhà. Dẻo nhung to lắm, nó nằm tung lô 150.000 cây nha cả nhà. Nhưng mà cái loại này thì em còn có mấy chục cây thôi cả nhà. Dẻo nhung nữa nè, dẻo nhung đó nè cả nhà. Nên là anh chị mình có thể là nói là Điệp ơi, lấy cho anh một cây dẻo nhung nè, một cây nhị dài nè, một cây đại lộc nè, một cây Thủ Đức nè, đủ 5 cây thì em Điệp sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà mình. Còn nếu 3 cây thì cả nhà mình phụ tiền ship giùm em, trả tiền ship giùm em nha. Đó. Nên là đây nè cả nhà, những cây nói chung là những cây dẻo nhung mà em ginh không nổi luôn á. Khá to ha. Dạ, cây to. Nó chỉ có là Thủ Đức thì nó hơi lùn, còn toàn bộ lại như dẻo nhung nè, đại lộc nè, nhị dài nó cũng hơi lùn tí nữa thôi. Nó còn toàn bộ là cây rất là to nha cả nhà. Nên cả nhà mình có nhu cầu thì lấy sỉ về thì cứ alo cho em Điệp nha. Hôm nay em lên chỉ giao lưu với cả nhà mình cái thứ nhất là hai loại giống cúc chùm và dẻo Thủ Đức quấn rễ bí và lò xo với giá là 80.000 một cây. 5 cây em gỡ hàng, 10 cây em bao phí. Còn cái thứ hai nữa là loại 150.000 cây thì gồm có gạch nhẫu nhung nè, đại lộc nè, Thủ Đức nè, cúc nhị dài nè, bạch mai nè, gì nữa em quên rồi ta, đại lộc nữa. Thì với giá 150.000 cây, 3 cây em gỡ hàng và 5 cây em bao phí vận chuyển. Cô chú anh chị em mình ủng hộ em thì cứ alo em qua số điện thoại là 0968 282738. Và em cũng xin chào và hẹn anh chị mình những clip tiếp theo của vườn em nữa ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với vườn mai Ngọc Đẹp để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.